thật ra là đối với cả ngành công nghệ thông tin ạ, không bao giờ là quá muộn. Và khi mà cô cũng làm những cái buổi mà chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho tất cả các bạn lớp 12 cũng như là các bạn sinh viên ấy, thì cũng có bạn hỏi câu hỏi là cái ngành lập trình này có giới hạn độ tuổi không? Bởi vì đâu đấy chúng ta nhìn thấy là code rồi là lúc nào cũng phải dán mắt vào màn hình rồi là tư duy nhiều, nhưng thật ra là chính người trong cuộc chia sẻ rằng là chính doanh nghiệp cũng chia sẻ là các bạn lại càng tuổi cao thì các bạn kinh nghiệm lại càng tốt, và các bạn học không bao giờ là muộn cả. Chỉ cần các bạn là sẵn sàng, đã sẵn sàng hay chưa thì các bạn không bao giờ là muộn. Bởi vì là ngành lập trình thì như là các em thấy là nó như là một ngôn ngữ, nó là như một tiếng Anh thôi, nhưng hoặc là như môn tính nhập chẳng hạn. Vậy thì cho nên là các bạn cứ yên tâm, nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì với độ tuổi nào các bạn cũng có thể học được. Và cái độ tuổi nghề của bạn nhá, nó cũng giống như là ngành y đôi khi là 70 tuổi là đã phải dừng, không có dùng dao kéo mổ. Nhưng mà đối với ngành lập trình này thì 70 tuổi các bạn vẫn có thể làm được tốt, chỉ cần các bạn là sẵn sàng và cống hiến với cả chính cái nghề mà mình đã lựa chọn thôi ạ. Nên bạn yên tâm về 24 tuổi. Và đối với ngành báo chí tuyên truyền thì hiện nay là ở Aptech có cái ngành về data science, thì các bạn học cái này ra thì cũng phục vụ rất tốt cho cái ngành báo chí của các bạn. Và là như ngành lập trình phần mềm thì các bạn học xong thì bây giờ như chúng ta thấy là về marketing ạ, bây giờ là online rồi là các chương trình truyền hình như vừa xong ạ. Tưởng rằng là tất cả các game show lúc mà tất cả đều lockdown Hà Nội, khi mà đang diễn ra tất cả một game show như là The Hero, rồi là những cái chương trình ở nhà cái gì đây, cùng nhau ở nhà gì đó, thì đang diễn ra thì bây giờ bị lockdown không thể đi ra được. Nhưng mà đấy, nhờ công nghệ ạ, thì ngành truyền hình báo chí đã chuyển sang áp dụng ngay công nghệ sử dụng luôn. Đó là chúng ta vẫn, thay vì là chúng ta sẽ đi đến một cái sân khấu rất là lớn thì tất cả các nghệ sĩ là đều ở nhà, rồi MC cũng ngồi ở trường quay, ở Hà Nội thì có thể đến được, như thành phố Hồ Chí Minh là tất cả ở nhà hết. Cho nên là đối với cả ngành báo chí mà bạn mà định lựa chọn về cái thêm cái ngành công nghệ phần mềm thì nó lại rất là tốt cho bạn về phát triển sự nghiệp sau này nhá. Bởi vì là các bạn sẽ có nhiều truyền hình số này bây giờ đúng không ạ, rồi các bạn sẽ có những cái bài bây giờ quảng cáo online rất là nhiều. Trước đây thì là những cái bài viết bây giờ TikTok, kênh TikTok ra đời, những cái social media ra đời rất là nhiều mà nó rất là phổ biến. Bây giờ cả thế hệ trẻ các bạn chơi TikTok. Vậy thì nếu như các bạn học đã có kiến thức về báo chí rồi, các bạn biết về công nghệ nữa, thì mình có thể khẳng định rằng là cái ngành nghề của bạn, chính như bạn sử dụng công nghệ vào cái ngành nghề của bạn rất tốt. Như chị Ngô Thu Hiền có chia sẻ đấy ạ, học công nghệ thông tin không nhất thiết là bạn phải làm trong công nghệ thông tin, mà công nghệ thông tin giải quyết được tất cả các mọi công việc trong lĩnh vực. Chị Huyền thì nhờ có công nghệ thông tin bây giờ chuyển không dùng code nữa, mà bắt đầu chị chuyển sang lĩnh vực là kinh doanh. Nhưng nếu như mà chị kinh doanh trong ngành công nghệ thông tin mà chị không có vững kiến thức của mình thì liệu khách hàng có tin chị không? Bởi vì sao? Chị Huyền rất là vững, bởi vì chị đã kinh qua rất là nhiều, từ lập trình viên rồi đến quản lý rồi kỹ sư cầu nối, thì đến bây giờ là về cái kiến trong ngành chị rất là vững. Và khi mà gặp đối tác thì người ta rất là tin tưởng, bởi vì là chị Huyền tư vấn cho khách hàng rằng phải làm như này sẽ có hiệu quả hơn. Vậy cũng như bạn, nếu như bạn học về báo chí, bạn học thêm được ngành công nghệ số nữa, bạn làm trong nghề đến khi bạn bước chân vào lĩnh vực chuyển đổi số thì bạn sẽ yên tâm rằng là bạn sẽ hơn những các bạn khác cùng học với bạn. Đó là bạn thêm một cái là đưa công nghệ vào trong chính ngành nghề của mình, nên bạn yên tâm, chỉ cần bạn sẵn sàng học được thôi ạ.